hưng yên là một tỉnh có đặc sản nhãn lồng nổi tiếng hàng năm ngoài việc tiêu thụ nhãn quả tươi đi khắp các tỉnh thành trong cả nước đây cũng là thời điểm các cơ sở sản xuất chế biến long nhãn trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp làm nghề đặc biệt thời gian gần đây các hộ dân nhiều địa phương cũng như doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo từ sản phẩm nông sản truyền thống như công ty trách nhiệm hữu hạn vinagri việt nam xã minh phượng huyện tiên lữ các hộ dân ở xã phương triều hồng nam thành phố hưng yên đã cho ra mắt sản phẩm long nhãn ôm sen thơm ngon bổ dưỡng được lòng thực khách trong và ngoài tỉnh mua nhãn chín cũng là lúc có hạt sen già sen và nhãn lâu nay vẫn được kết hợp để nấu chè sen long nhãn nhưng muốn để được lâu và tạo thành món ăn chơi tao nhã thì cần phải sấy khô sấy giòn sen già sấy chín giòn đặt vào long nhãn tươi rồi mới đem sấy Lòng nhãn tươi ôm lấy hạt sen, vị ngọt tự nhiên của nhãn ngấm vào sen rồi được xấy khô thêm một lần nữa nên càng giòn và thơm hơn. Kết hợp sen và nhãn một cách khéo léo sẽ tạo ra món ăn thật độc đáo. Mặc dù mất công hơn nhưng khi thành phẩm xa lò đã không làm thực khách thất vọng. Nhãn được lựa chọn loại nhãn cùi chất lượng, sen cũng được lựa chọn loại già và thơm bùi công đoạn chế biến cầu kỳ thêm vài bước từ giấy sen, đặt sen vào long nhãn, giấy, đổi lại tạo ra sản phẩm mới thơm ngon, bảo quản tự nhiên trong hộp kín được từ 8 đến 12 tháng. Đóng trong bịch giấy hoặc hộp nhựa, hộp thủy tinh, mỗi gói từ một vài lạng đến nửa cân, một cân. Lòng nhãn dẻo ngọt đậm, sen tròn tan thơm bùi, ăn một lần là nhớ mãi mỗi kg nhãn ôm sen sấy đang được bán với giá dao động trung bình từ 400 đến 600 nghìn đồng tùy loại. Hưng Yên có rất nhiều sản phẩm ô cóp độc đáo và sáng tạo. Sản phẩm ô cóp 4 sao, lòng nhãn ôm sen của công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Việt Nam là một trong số đó.